Đây là vườn Botanic Garden trong quần thể của The Pavilion, tiểu dự án The Pavilion, Ốc Đảo, Singapore. Đây là đảo thiền. Hãy nhớ rằng tất cả những cảnh quan này sẽ là cảnh quan thực tế mà khách hàng của chúng ta được đón nhận. Và cái khu vui chơi trong nhà rất sang trọng, lịch lãm, an toàn cho các con. Sân chơi thể thao đấy là một điều không thể thiếu được ở các cái khu đô thị của Vinhome hay là của Vinhome Ocean Park. Và đây là hồ đảo cọ, bắt đầu bước vào quảng trường. Chúng ta hãy nhìn trong toàn cảnh, trong bức tranh tổng thể thì thấy vị trí đắc địa và số 1 của The Ocean View như này, quảng trường Ocean View. Tiếp cận và im lặng bên vườn nhện. Tuyệt vời, một tràng vỗ tay cho tất cả các thành viên 100%.